Cái này là chỗ bán kẹo, bán các loại kẹo trong đây nè. Mọi người có muốn vô coi không? Mình đi tham quan vô đây nha. Vô đây coi kẹo là wow. Là lên bông bông. Nhìn quá trời các loại kẹo đã không? Kẹo không đó nha. Quatre le 100 grammes. Je prends le 100 grammes de bonbons en sachet. Oui. Ah, ouais, j'ai tim. Peut-être là ça c'est à l'extérieur là. Là nãy con chắc là cái chỗ túi để ngoài. Va chercher l'extérieur. Lấy cái túi từ ngoài con. Đây, ở đây. Wow, có đủ loại kẹo. Oui, c'est bon. Tu payes ou je paye? Maman va payer. Con trai nó hỏi mẹ muốn trả tiền hay con muốn trả tiền, tại vì nó có tiền túi của nó, nó phải để mẹ trả cho. Nhìn kẹo đã không? Leo. Leo, phải chăng mama? Phải chăng? Đó mà. Kẹo quá đẹp. Đủ các loại kẹo nha. Cửa hàng kẹo nhìn hấp dẫn mà. Wow, wow, wow. No, mi abuela no le da el mira, yo no lo sé. Yo he ido a mi abuela, me falta la comida. ¿Lo ves bien? Además, ella no se puede vaciar. Pero esto está muy bueno. Lo que a ti te guste. Esto está muy bueno. Sí, pero a mí me gusta más. Chào mọi người nha, bây giờ đi với con trai vô chỗ mua kẹo. Chỗ mua kẹo xong rồi, thằng con trai đã chọn xong kẹo rồi. Bây giờ hai mẹ con bắt đầu tiếp tục đi dạo Paris. Và mình đang nãy là mình đi quên nó mọi người là mình vừa mới đi tham quan một cái tiệm bán kẹo đặc biệt ở Paris. Nó bán đủ kẹo hết ha. Và đây anh chàng có gì có tên gọi hát tiếng Pháp nổi tiếng ở Paris.